Thảo miền Tây TV. Chào cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên cho Thảo gửi lời đến chúc cô chú anh chị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Và Thảo cũng cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ Thảo bấy lâu nay nha. Nay Thảo lên đây mà chia sẻ mà đến cô chú anh chị mình với bạn bè gần xa thêm một mà bài thuốc rất hay. Nó chỉ về sơ gan và viêm gan B, là nó ngừa được ung thư gan nha cô chú anh chị. Là cái bài thuốc này Thảo thấy hay, đã có người uống hết, nghĩa là có một cái chú đó là bị mà bị gan mà cái bụng bự chà bá nằm tại chỗ luôn, đi không được, mà bác sĩ đã chạy rồi đó, mà về chỉ có uống mà người ta chỉ người ta cho cái toa thuốc uống chỉ có thuốc mà không mà đã hết tiệt luôn đó cô chú anh chị. Nên Thảo thấy hay nên mới xin cái toa thuốc và về nên chia sẻ lại để lưu giữ giữ lại cái bài thuốc hay đặng chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình biết. Và những ai đã bị gan á mình uống cho nó hết nha cô chú anh chị. Ở đây để em quay lại em chia sẻ cái bài thuốc đó cho cô chú anh chị mình xem đặng có ai bị mà đặng chỉ cho người ta nha cô chú anh chị. Đây à, giờ đây đây là thuốc trị về sơ gan, viêm gan B và nó ngừa được ung thư gan này. Thì cái thuốc này là ba em ông làm ở là làm ở trong chùa. Thì có cái chú ngang cửa ổng bị mà bị sơ gan á, thì em mới giờ bển kêu ba em hốt hốt về cho mà cho chú uống nặng mà cho nó hết nè là cô chú anh chị. Cái mà thuốc này thì nó tới mà 16 vị lận cô chú anh chị. Thì cái mà để em đọc tên mà 16 vị đó cho cô chú anh chị mình coi và ghi lại cái toa thuốc rằng có ai bị chỉ cho người ta mà cho người ta kiếm uống hoặc là đi mà vô chùa mà hốt về uống nha cô chú anh chị. Để em mà đọc mà hết ra 16 vị thuốc mà chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình với mà bạn bè gần xa biết để chia sẻ đến mọi người nha. Rồi để mà em đọc 16 vị thuốc cho mà cô chú anh chị mình nghe để mà mình kiếm hoặc là đi vô chùa hốt cái nha cô chú anh chị. Một đó là bồ công anh, hai là xăng xăng gai, ba là dứa gai, bốn là mớp gai,
năm là lá đu đủ. Lá đu đủ thì lá đu đủ mà nó ở trên cây nó đỏ cô chú anh chị. Bây giờ mình cắt ngang ngang cái lá rồi mình phơi khô. Rồi rau bợ, rau bợ 6 là rau bợ, 7 là rau đắng đất, 6 là ô gô. Thì cái ô gô này á, ô gô thì cô chú anh chị mình ô gô là nó bỏ nó nhiều hơn mấy cái vị thuốc kia nha, mà nhiều hơn chút nha chú anh chị, cô chú anh chị. Thì ví dụ bây giờ cái mấy cái vị thuốc kia thì mình thấy một nhúm gì nè, nhúm nhỏ vậy thôi. Còn ô gô thì mình cỡ một nắm tay, mà một nắm tay nha cô chú anh chị. 8 là ô gô, 9 là nàng hai, 10 là nhang trần, 11 là rau mơ, 12 mắc cỡ, 13 là dâu cây, 14 là cây bạc đầu, 15 là trần bì, 16 là an xô. Em đọc hết cái 16 vị thuốc rồi đó. Thì cô chú anh chị mình nghe ghi lại, đặng mà có ai bị đã chỉ người ta thì thuốc này thì cô chú anh chị mình nghe mấy cái như mà rau bợ với ugu thì cái đó thì mình dễ kiếm, mà mình đi kiếm về mình phơi khô. Còn những cái cây thuốc nào mà không có thì cô chú anh chị mình đi mà vô chùa Tịnh Độ, ở trong chùa người ta trồng, người ta phơi khô nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái này là đã biết bao nhiêu người uống hết chị về sơ gan và viêm gan B mà nó ngừa được ung thư gan đó nha cô chú anh chị. Thì cái thuốc này thì đây là một như như nó như vậy à, như vậy là đủ 16 vị rồi nè. Thì cô chú anh chị xem mình xem nè, đây là bao nhiêu là nó đủ 16 vị thuốc. Thì cái này thì cô chú anh chị mình nấu uống là 3 chén, 3 chén còn lại 8 phân. Sáng nấu uống, chiều nấu uống, chiều cũng nấu vậy 3 chén còn lại 8 phân. Một ngày mình uống một thang. Nếu mà bị nhiều á thì mình uống cỡ 60 thang là nó hết tiệt luôn rồi. Còn nó bị ít ít rồi uống cỡ 30 35 thang là nó hết tiệt luôn nha, nha cô chú anh chị. Mà cái thuốc này cô chú anh chị mình ai mà bị sơ gan với viêm gan B rồi uống là tuyệt đối, là đã uống thuốc này là tuyệt đối là không không có uống một giọt rượu giọt bia nào hết trơn chút cô chú anh chị. Nếu mà uống thuốc này mà uống bia với rượu vô là nó giả hết trơn à, nó không còn tác dụng nữa. Không phải là mình cử rượu với bia luôn, thì cô chú anh chị mình uống như nào mà nó hết mà sơ gan với viêm gan rồi mình uống rượu với bia lại bình thường. Đó là mình cử trong cái khi trong trong khi mà mình uống thuốc này thôi. Có nghĩa là mình uống thuốc, đã uống thuốc thì đừng bao giờ là một giọt rượu hay là giọt bia nữa là cũng không được gỡ vô. Cái này thuốc này nó trị về cái đó là hay lắm. Tại cái thì hồi nãy em có nói là cái chú đó là cái bụng nó sưng tròn vo luôn á, như là nằm tại chỗ, như là bác sĩ chạy rồi đó. Nhưng mà về á, ổng về ổng uống cái to thuốc này là ổng hết tiệt luôn, tới giờ là ổng khỏe, ổng hết tiệt luôn đó cô chú anh chị. Thì bây giờ em sẽ đọc lại cái tên cái toa thuốc để cho cô chú anh chị mình nghe rõ lại để ghi lại nha. Một là Bồ Công Anh nha cô chú anh chị.
hai là xăng gai, ba là dứa gai, bốn là mướp gai, năm là lá đu đủ đỏ. Lá đu đủ đỏ là lá đu đủ ở trên cây mình, nó vừa đỏ là mình hái xuống mình phơi khô. Sáu là rau bợ, bảy là rau đắng đất, tám là ugu. Ugu thì nãy em có nói là hốt mình nấu mà cái kia thì một nhúm nhúm, còn ugu thì mình bóc một nắm tay. Chín là nàng hai, 10 là nhang trần, 11 là rau mơ, 12 là mắc cỡ, 13 là dâu cây, 14 là bạc đầu, 15 là trần bì, 16 là an xô. À, thì em đọc hết là 16 vị thuốc rồi đó. Thì cô chú anh chị mình nghe 16 vị thuốc đó, thì cô chú anh chị mình ghi lại để có ai bị gì đó, hay là có ai mà cô chú anh chị mình gần xa có xem cái clip của em á, thì chia sẻ lên cho những người mà người ta bị mà xơ gan với viêm gan, người ta mà kiếm người ta uống, hoặc là người ta đi mà vô chùa mà tịnh độ người ta hốt về ta uống nha cô chú anh chị. Cái bài thuốc này nó rất hay, nó hay lắm đó cô chú anh chị. Dạ đây em về bên nhà ba em hốt thuốc nam ở trong chùa. Kêu ba em hốt đặng mà sáng mai em đem mà qua cho cái chú là ổng bị mà xơ gan, ổng uống ở đây là nhiêu đây là 30 thang mà. Tại vì chú ổng cũng bị ít chứ không có bị nhiều. Thì em hốt cho chú 30 thang cho chú uống nè. Mình làm phước cô chú anh chị, cô chú anh chị mình là ai mà xem video của em á, nếu mà thấy cái bài thuốc này hay hữu ích á, cho em xin một đăng ký nha, với một like, và bấm chuông theo dõi nha cô chú anh chị, đặng em có mà làm những cái clip về thuốc nam hay, những cái bài thuốc hay mà đã ta từng trị hết những cái bệnh mà gan, đường hay là vân vân là vân vân, em sẽ kiếm những cái bài thuốc hay để em chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem, mình kiếm uống cho nó hết nha cô chú anh chị. Cuối video em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ mà kênh em nha. Chào cô chú anh chị ạ.